Vâng, em chào các bác. Hôm nay em Toàn Thắng đại diện cho shop hàng Nhật lại lên sóng giới thiệu với các bác. Đây là một sản phẩm máy lọc nước Chimionel, một trong những dòng ván thịnh hành chạy nhất ở tại thị trường Nhật Bản các bác nhé. Thì hôm nay em lên sóng để bán cho một bác ở dưới Hải Phòng một chiếc Chimionel. Thì em cũng xin báo giá công khai, kể cả bác ý bán cho bác ý thì tài chính cũng công khai với mọi người, chứ cũng không bao giờ em cũng phải giấu giếm các bác. Thì hôm nay là em sẽ bán cho bác ý một chiếc máy lọc nước Chimionel với cái giá là 8.800.000 đồng các bác nhé, trên 8.800.000 đồng của bác ý. Thì em cũng xin chia sẻ là sẽ bao gồm một máy Chimionel nguyên bản cam kết 100% về bo mạch này, tấm điện cực này và bộ phận máy không sơn si các bác nhé. Thì em xin chia sẻ đây, và bao gồm một đế kèm rời ngoài này, một bộ tiền nọc 123, trước khi vào máy một bộ đổi điện từ 220 đến một xuống 100V các bác nhé, từ 220 đến xuống 100V, có giải là công suất là 750, một vòi inox 304 và một nọ phụ kiện đi kèm để lắp, và một nọ pH và một tay để mở thay nõi nọc tiền nọc chặn các bác nhé. Đấy là quá trình một trong cái gói của bác ấy để em gửi xuống để bác ấy lắp đặt, bác ấy tự lắp đặt. Thì hôm nay em sẽ xin chia sẻ với các bác là đây, em sẽ test nước cho bác ấy. Em xin chia sẻ là shop nhà em thì cũng bán hàng là nói không với hàng kém chất lượng các bác nhé. Sau đây là 7 loại nước em lấy từ 2.5 đến 10 chấm, còn hai chén này là em sẽ thử clo cho bác ấy. Ban đầu em sẽ lấy nước 2.5 các bác nhé, nước 2.5 đến 3 chấm này. Con này thì eco này, đây em quay sát bàn phím như các bác hướng dẫn này. Eco tiết kiệm điện này, đây là phím nhạc này, khi lấy nước là nhạc báo này, to nhỏ này. Đây thì màu cam thì tương ứng với màn hình lấy acid, màu xanh trung tính ở giữa thì lấy nước trung tính, màu kiềm bên tay phải chúng ta sẽ lấy được kiềm 4 mức. Đây là mức 2.5 các bác nhé. Sau đây là mức 3 chấm, nên nước 6 chấm. 6 chấm là nước rửa mặt dành cho chị em phụ nữ. Đây 6 chấm màu sẽ vàng nhạt các bác nhé. Đây là màu nước trung tính nha em ạ. Màu nước trung tính các bác nhé. Màu kiềm mức 1 này. Khi có nhạc thì chúng ta sẽ lấy được nước các bác nhé. Màu kiềm mức 2. Nước 2 là nước kiềm dành cho tuần thứ 2 đấy các bác ạ. Kiềm mức 3. Tuần thứ 3 là 9.5. Chúng ta dành cho nước uống hàng ngày và pha cà phê. Màu kiềm mức 4 ạ. Đấy, em lại lấy lại cái nước trung tính nha em nhé. Ông vừa lấy lại cái nước axit em lấy nhanh quá.
Nước trung tính là máy nó không điện phân đâu ạ. Là nước chỉ qua lõi lọc các bạn ạ. Đây, nước trung tính nó phải như này. Đấy, em sẽ thử cờ lo ở mức 3 các bác nhé. Đây là đường thải này. Em sẽ lấy đường nước uống cho chúng ta trước này. Và nước thải này. Nước thải này chúng ta có thể điều chỉnh thải nhiều thải ít các bác nhé. Đây là dung dịch thử clo. Em sẽ thử nước thải trước các bác. 3 giọt. Và thử nước 3 giọt. Đây xin chia sẻ với các bác. Đây là clo. Clo nước thải nó sẽ sang màu vàng, còn nước tinh khiết của chúng ta đây nó sẽ được cái chất nước trắng tinh luôn. Và đây là kiềm 2 chấm, 3 chấm, 6 chấm này, trung tính này. Kiềm mức 1, kiềm mức 2, kiềm mức 3 và kiềm mức 4 các bác nhé. Đấy, bác nào quan tâm đến sản phẩm máy lọc nước Yung Kiềm, có thể nhấc máy alo và đặt em những món hàng có giá trị từ thấp đến cao, từ vài triệu đến vài chục triệu. Thì như một sản phẩm này thì bọn em cũng bảo hành 12 tháng cho các bác. Lõi lọc còn khoảng 6.000 lít. 6.000 lít các bác nhé. Đấy, em cũng trao đổi luôn với các bác về một con máy như vậy. Thì bác nào quan tâm những sản phẩm khác, những sản phẩm cao cấp hơn, những sản phẩm thấp tiền hơn thì nhấc máy alo cho em. Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ. Hàng như em cam kết bao nguyên zin, bao nói không với cả hàng kém chất lượng các bác nhé. Thì tất cả những sản phẩm mà em đã test cho các bác khách ở xa là em sẽ quay chi tiết để lên sóng video clip trên YouTube cũng như trên qua Zalo cho các bác ấy, để các bác ấy có thể xem được cái sản phẩm mình sai đâu thì có thể gửi lại em. Em hoàn tiền 100%, không mất phí gì các bác nhé. Em chào các bác.